Muốn được tất cả các môn Đà La Ni, các môn Tam Ma Địa, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn đem một niệm tâm tùy hỷ vượt hơn sự bố thí của tất cả thanh văn độc giác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn đem một niệm tâm tùy hỷ vượt hơn tịnh giới của tất cả thanh văn độc giác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn đem một niệm tâm tùy hỷ vượt hơn định tuệ giải thoát tri kiến của tất cả thanh văn độc giác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn đem một niệm tâm tùy hỷ vượt hơn tịnh lự giải thoát đẳng trí và thiện pháp khác của tất cả thanh văn độc giác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn đem một niệm tu tập thiện pháp vượt hơn thiện pháp của tất cả phàm phu thanh văn độc giác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn thực hành chút ít bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã và các hữu tình phương tiện thiện xảo để hồi hướng quả vô thượng chánh giác, được vô lượng vô biên công đức, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn thực hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, lìa các chướng ngại, mau được viên mãn, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn được đời đời thường gặp chư Phật, thường nghe chánh pháp, được Phật giác ngộ, nhớ nghĩ lời Phật dạy, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn được thân Phật đủ 32 tướng đại sĩ của bậc đại trượng phu, 80 vẻ đẹp đầy đủ trang nghiêm, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn được đời đời thường nhớ nghĩ tâm Bồ Đề đời trước, không quên mất xa lìa bạn ác, gần gũi bạn lành, thường tu hạnh Đại Bồ Tát, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn được đời đời đầy đủ oai lực lớn, làm các hạng ma hàng phục,